huyện Hà Trung nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có hệ thống giao thông khá phát triển với hơn 20 km đường cao tốc Bắc Nam, gần 30 km đường quốc lộ, trên 70 km đường tỉnh lộ. Tuy nhiên, một số đoạn đường, tuyến đường có chiều rộng mặt đường chưa đạt chuẩn hoặc xuống cấp, ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương của người dân cũng như quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã ban hành nghị quyết số 13 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông. Nghị quyết xác định, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng huyện Hà Trung trở thành đô thị trong tương lai. Mục tiêu chính nghị quyết đặt ra là tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống giao thông cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng, đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Để thực hiện nghị quyết số 13 của Huyện ủy Hà Trung, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn huyện Hà Trung xác định vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông phải gắn với lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện đã trực tiếp chỉ đạo việc vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn được thành lập do Bí thư Đảng bộ làm trưởng ban, phân công giao trách nhiệm cụ thể từng thành viên, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về nhiệm vụ được phân công. Ban vận động cấp thôn, tiểu khu cũng được thành lập do các bí thư chi bộ làm trưởng ban, 10 người có uy tín trong thôn, tiểu khu, dòng họ tham gia. Trong tất cả các cuộc họp sinh hoạt, chi bộ cơ sở đều đưa việc hiến đất vào nội dung thảo luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan trên địa bàn huyện Hà Trung đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như tổ chức hội nghị, viết tin bài, biểu dương những cá nhân tích cực trong phong trào hiến đất, giúp người dân hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực, lâu dài của việc mở rộng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông đối với phát triển kinh tế xã hội, an ninh, cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn. Xã Hà Long là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung. Có những hộ dân ban đầu không đồng thuận, nhưng sau quá trình được cán bộ xã thôn vào tận nhà tuyên truyền, vận động, đã tích cực tự nguyện tham gia hiến đất. Đến nay, xã có 95 hộ hiến tổng trên 3.100 m² đất làm đường giao thông. Gia đình ông Khương Văn Thành ở thôn Đồng Hậu, xã Hà Long là một trong những hộ dân tình nguyện hiến diện tích đất lớn nhất trên địa bàn xã. Gia đình ông đã hiến 300 m² và nhiều tài sản trên đất như tường rào, kết quả lâu năm, phục vụ việc mở rộng xây cống thoát nước tại tuyến đường liên thôn. Xã với thôn về phòng, về vận động gia đình tôi này với cùng chòm xóm ở đây thì để hiến đất làm đường, để mở mang rộng ra, nông thôn phát triển lên. Thì gia đình tôi nhất trí và vui vẻ chấp nhận hiến đất cho xã và cho nhà nước. Thì làm con đường rộng rãi ra thì trong đấy gia đình tôi cũng có hưởng, mà xã hội cũng là có hưởng. Về chòm xóm cũng vậy, sau này con cái cháu con lớn lên này cũng được hưởng. Với quyết tâm của Đảng bộ, chúng tôi đã triển khai đến toàn thể nhân dân và đảng viên, nhất là đảng viên sẽ gương mẫu đi trước. Và có thể nói là các cái thôn thực hiện tốt như là thôn Đồng Hậu, thôn Đồng Toàn và thôn Yến Vĩ. Thì cái cách triển khai là chúng tôi vận động đến từng hộ và xác định các cái công trình, các cái gia đình có cái tường rào hoặc là các công trình mà ra ngoài đường giao thông thì sẽ tổ chức đến từng gia đình để vận động. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, ban công tác mặt trận ở khu dân cư được phát huy đã góp phần hiệu quả trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Những khu dân cư vận động được người dân hiến đất sẽ được ưu tiên đầu tư đường trước. Chính quyền các xã, thị trấn và người dân địa phương cũng nỗ lực xã hội hóa, huy động nguồn nội lực hỗ trợ tốt nhất cho các hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông, cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong quá trình triển khai thì thực hiện các cái tuyến đường thì nhân dân đồng thuận rất là cao, thì hầu hết là những các cái tài sản về tường rào, về cổng, về các cái công trình xây dựng nhà tạm, chuồng trại thì nhân dân thì đều
hiến toàn bộ các cái tài sản đó để rồi khuyến khích chung cho cái việc mà tạo phong trào. Thì nhân dân sau khi đồng thuận thì địa phương có thành lập các cái tổ thực hiện, trong đó có cái lực lượng tham gia để giúp nhân dân những ngày công, rồi những hộ gia đình mà khó khăn, không có điều kiện để hoàn lại, hoàn chỉnh lại các cái tường rào, các công trình thì địa phương hỗ trợ một số những cái vật liệu. Ngay sau khi nghị quyết số 13 được ban hành, thị trấn Hà Trung đã kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, họp các hộ dân có trong khu vực có kế hoạch mở rộng đường để tuyên truyền về chủ trương hiến đất, tài sản để mở rộng đường, quán triệt các quy định về quản lý sử dụng vỉa hè, các chế tài xử lý, giải tỏa công trình xây dựng cố định vi phạm. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, thị trấn đã vận động nhân dân hiến 450 m² đất ở làm đường giao thông. Ngay sau khi huyện ủy ban hành nghị quyết số 13, thì đối với thị trấn thì đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo và ban hành xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện và đặt ra cái mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng khu dân cư và đã tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn và đặt ra các cái mục tiêu để giải tỏa, giải phóng mặt bằng để phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn. Tương Lạc là một trong những tiểu khu đi đầu trong phong trào hiến đất tại thị trấn Hà Trung. Đây vốn là khu vực ngoại đê, nơi có chất lượng giao thông yếu kém bậc nhất của huyện Hà Trung. Được sự vận động của cán bộ thị trấn, cán bộ tiểu khu, các hộ dân của tiểu khu Tương Lạc đã tình nguyện hiến hơn 300 m² đất ở để mở rộng khuôn viên sân văn hóa, mở rộng hơn 200 m tuyến đường phố Tợ Chỉ. Hiện chi bộ tiểu khu đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường Ao Bình, giúp giao thông trên địa bàn tiểu khu trở nên thuận tiện hơn. Bà con trong tiểu khu là hoàn toàn đồng tình ủng hộ và rất là phấn khởi, bởi vì nó có lợi cho đất nước, cho nhân dân và cho địa phương, mở mang trí tuệ, mở mang cái văn hóa thể thao, cái du lịch, cái giao thông. Và như vậy là có thể nói là đây là một vấn đề chủ trương đúng mà chúng tôi vô cùng ủng hộ. Nhân dân này mà tự lực tự lo là gần 400 triệu cho cái hiến đất và làm cái khuôn viên, sau đó và cái tuyến đường thì cũng đã làm như vậy, là đối với nhà nước và nhân dân cùng làm thì đã làm được cái tuyến đường thì gần 200 m và tương đương với gần 2 tỷ để phục vụ cho cái nhân dân đi lại. Và đại đa số nhân dân rất phấn khởi và đang khí thế và đang mở rộng tiếp nhân lên các cái tuyến đường khác để làm sao cho đối với cái bộ mặt giao thông của tiểu khu nó ngày càng phát triển. Thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện, đến nay toàn huyện đã có 566 hộ dân tình nguyện hiến gần 19.500 m², trong đó đất ở là gần 2.500 m², còn lại là đất nông nghiệp. Từ việc hiến đất này, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện đã được mở rộng, chỉnh trang, xây mới, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời gian tới thì huyện có rất nhiều cái chủ trương định hướng. Trước hết là công tác lãnh chỉ đạo, ban hành nhiều cái chỉ thị nghị quyết để thực hiện. Bên cạnh đó thì rất quan trọng đó là cơ chế thực hiện. Thì trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện cũng ban hành cái đề án để thực hiện nghị quyết số 13 về việc hỗ trợ nhân dân hiến đất mở rộng đường. Tiếp theo là hội đồng dân thì cũng có tổ chức cái kỳ họp để nghị quyết thực hiện cái đề án này. Cụ thể thì trên địa bàn huyện chúng tôi có cái cơ chế hỗ trợ là đối với đường huyện thì hỗ trợ 200 triệu đồng trên 1 km, đối với đường thôn thì 50 triệu đồng trên 1 km, đối với đường ngõ xóm thì hỗ trợ 20 triệu đồng trên 1 km. Huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 đạt huyện nông thôn mới, đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chí để trở thành đô thị loại 4. Việc thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện sẽ góp phần hiệu quả, tích cực để Hà Trung sớm thực hiện thành công mục tiêu đề ra, qua đó phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân.